Dạ rồi, xin kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em Nhi sẽ lên giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống giá 35.000 một cây. 35.000 một cây. Cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết cũng được ha. Hoặc là mình trồng thả vườn cũng rất ok ha. Thì số lượng bên vườn của em Nhi còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cây củ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị xem được cây nào giá cả hợp lý thì ủng hộ cho em Nhi ha. Rồi, em mời cô chú anh chị mình vào clip luôn rồi đây gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị mình lô mai giống nha, lô mai mini của em nha cô chú anh chị. Cái lô này thì cô chú anh chị mình trồng thả vườn, một là mình trồng vô cái chậu nhỏ ha. Cái này là có cái chậu luôn rồi. Về mình là chỉ để cái lên cái bàn bàn nhỏ nhỏ lên trước cái bàn Tết nở bông. Được vài cái bông á mình ngồi nhâm nhi uống trà với khách được cũng vui thú vị ha cô chú anh chị. Cũng mong cô chú anh chị xem được ủng hộ nha. Dạ. Đây là cái lô mai của em ha. Cô chú mời cô chú anh chị mình vào xem mà tham khảo nha. Dạ. Lô mai này nè cô chú anh chị mình xem với em nha. Cây này khá là dễ thương, có cái bông nè. Đây là cúc hồng thanh tú nó sắp tàn rồi. Nhưng mà ha, vẫn là đẹp nha. Rất là đẹp sắp tàn anh chị. Mà cũng rất là đẹp, củ đế nè. Em chưa mần cỏ xong tại em mới dựng ngọn cô chú anh chị. Cái chưa mần tới cái cần cỏ tới lô này mới dựng ngọn. Bí luôn cô chú anh chị ha. Đế dạ, bí, đế củ đủ thứ kiểu rễ luôn cô chú anh này chị. Này là cúc hoa hồng thanh tú nè, nguyên cái clip này là hoa hồng thanh tú ha. Rồi, nguyên cái clip này hoa hồng anh tú kìa, là cái lá đỏ ao. Cái này thì em lấy từ 3 tấc cho cô chú anh chị mình hết. Vâng, ngoài cúc hồng anh tú thì em còn có nè cô chú anh chị mình xem nha, giỏ siêu bông Sài Gòn đây nè, em lấy đại ngoài clip luôn nè đó. Siêu bông Sài Gòn nói chung là cây lấy từ 3 tấc cô chú anh chị ha. Cái này có 3 tấc mấy 4 tấc luôn á, dạng phúc nè cô chú anh chị. Thì ở đây thì em có khoảng hơn 10 giống mai nha, thì cũng còn rất là nhiều giống mai khác nhưng mà số lượng ít nên là em không có kể. Rồi, em không có kể nha cô chú anh chị mình, nếu cần á thì alo em đi, và cái nếu như còn á thì em sẽ đi kiếm em vô đóng hàng cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, ở đây thì em còn mấy giống nhiều như là siêu bông Sài Gòn nè, hoa hồng thanh tú nè, rồi đa phúc nè, dở nhung dở thơm nè ha, rồi họ hương nè, không cúc, nhị không nhị, rồi cái này dạng phúc, rồi dạng họ rồi cũng có hết cô chú anh chị. Rồi cúc hoàng hậu cũng có luôn. Dạ, rồi cúc hai tây thi nữa cũng nhiều ha, tây thi cúc bi nữa cô chú anh chị. Dạ vâng, đây mấy cây, toàn bộ cây này em lấy từ 3 tấc lấy lên hết nha cô chú anh chị. 3 tấc lấy hơn là mấy cây này là 4-5 tấc hết rồi, mà em lấy hết nhất là 3 tấc là tính cái cây nhỏ nhất nha. Như là cái cây mai xoắn nè, ngoài ra thì em có cây mai xoắn nè, mai xoắn em có tú quý nè, nay nó bự vậy nè, nụ thì khỏi chê luôn cô chú anh chị mình xem nụ đi. Có nụ luôn đó, cô chú anh chị ha. Tết này cho Tết để bàn là khỏi chê luôn ha. Dạ, mai xoắn này bông đẹp lắm nha. Bông này đẹp lắm, 8 đến 12 cánh nha, bông to lắm nha, chứ không phải như mai xoắn ní 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 vậy nha. Bông này to lắm, em test rồi. Dạ. Dạ. Cái gấu tú quý này thì em bán cô chú anh chị mình giá 600.000 một cây á nha. Dạ, mấy cây mình gửi hàng cho em. Dạ này 2 cây gửi hàng, 3 cây bao ship rồi. Dạ, còn xoắn nha. Dạ, xoắn nha, riêng cái loại xoắn thì 2 cây gửi hàng, 3 cây bao ship. Còn mấy cây 35.000 một cây này. Thì 35.000 một cây này thì em 5 cây gửi hàng. Ủa 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship luôn. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Mà cái này em mua 10 tặng 1 luôn nha cô chú anh chị. Mua 10 tặng 1 hết luôn. Mua 10 tặng 1. Ví dụ cô chú anh chị mình có thể mình mua 3 cây 3 giống hoặc là 5 cây 5 giống, 10 cây 10 giống em Nhi vẫn có ha. Nếu cô chú anh chị mình muốn mua thì cô chú anh chị mình nói Nhi ơi lựa cho anh 10 cây 10 giống khác nhau, anh chỉ lấy cúc, anh không lấy dảo. Em Nhi lựa 10 cây giống 10 giống, 10 giống cúc cho cô chú anh chị mình. Ví dụ cô chú anh chị mình lấy dảo, không lấy cúc, cô chú thì em Nhi lấy 10 cây dảo cho cô chú anh chị mình ha. Hoặc là giờ cô chú anh chị mình lấy siêu bông Sài Gòn không đi, cô chú anh chị nói giờ anh lấy 10 cây siêu bông Sài Gòn, anh không lấy giống khác thì em Nhi lấy 10 cây siêu bông Sài Gòn cho cô chú anh chị mình. Nó tặng kèm một cây thì cô chú anh chị mình có thể yêu cầu em Nhi tặng thêm cây siêu bông Sài Gòn nó cho anh được không? Ok em Nhi tặng luôn cũng được ha. Hoặc là cây tặng thì cô chú anh chị mình muốn lấy cây gì thì cô chú anh chị mình nói thì em Nhi lấy cái cây giống đó cho cô chú anh chị mình ha. Nó mua 10 cây tặng cây cho cô chú anh chị mình luôn. Okay, bán cái shop khác thì bán cái này giá cũng khoảng là 30.000 cây. Nhưng mà 10 cây người ta mới gửi hàng. 10 cây người ta gửi hàng mà 20 cây người ta mới bao ship, mà người ta không có tặng một cây nữa. Còn em Nhi là 5 cây đã bao ship rồi, cô chú anh chị mình mua 5 cây cũng là 150.000, ở chỗ khác là 150.000 đúng không? Ở bên đây em Nhi mua 5 cây thì nó có 175.000, 175.000 em Nhi bao ship, cô chú anh chị mình bên kia 150.000, cô tiền phí ship 40 mấy ngàn nữa là ra gần 200.000. Nó tính ra cô chú anh chị mình lợi hơn ha. Nếu mà mua lẻ nhiều, mua lẻ thì cô chú anh chị mình sẽ rất là lợi ha, ở vùng của em Nhi ha. Dạ.
Đó, cô chú vậy đâu cần, ví dụ như bây giờ cô chú vậy nào cần mua thả vườn đi, cần số lượng nhiều, ví dụ như là tầm 100 cây đổ lên đi, còn 50 cây thôi đổ lên thôi, em cũng sẽ để giá sỉ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Giá sỉ khá là mềm á cô chú anh chị. Dạ cái này mà giá cô chú anh chị mình xem lấy từ tất cả rồi loại cây này lấy từ 3 tấc lấy lên hết nha, bảo đảm nha. Rồi. Cây nào cũng có củ đế hết cô chú anh chị mình sơ qua đi ha. Ở gốc nào rồi cũng có củ đế hết luôn nè. Cây tàn rất anh quay sơ qua cái gốc cho mấy cho cô chú anh chị mình xem đi. Sơ qua. Củ đế có hết cô chú anh chị. Toàn bộ đều có củ đế, mà cái này là em chôn hơi sâu á nên là thấy củ nó không có được nổi lên đã như người ta ha, cái này là em chôn sâu tại vì em sợ mưa gió lật rộng á nên là em chôn hơi sâu như thế này nha, nhưng mà rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Vẫn còn củ rất là đẹp. Rồi. Nguyên vườn hả cô chú anh chị, giá chỉ 35.000 một cây thôi nha. Cái này số lượng bây giờ mình còn nhiều không em? Dạ cũng còn nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, cái này bây giờ mình cái này ngoài cái mấy loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không em, hay là hết rồi em? Dạ em giới thiệu loại này thôi nha cô chú anh chị. Thì dạ. Ở clip sau đi. Cái cô chú anh chị mua cái này rồi xong rồi cái em sẽ giới thiệu cô chú anh chị mình loại đẹp hơn ha, mắc hơn xíu nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình chào hết luôn đi em. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cái clip ba giống này em cũng chăm chút dữ lắm rồi nha cô chú anh chị. Em dựng ngọn bằng cỏ đâu rồi em mới dám quay lên cho cô chú anh chị mình xem á. Nên là cô chú anh chị mình xem được thì ủng hộ em nha. Cái này em chăm kỹ lắm mà đã xử lý phân khúc hết rồi. Nên cô chú anh chị mình yên tâm nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.